có 3 căng tin. Xác suất để một học sinh tổng hợp vào đúng căng tin số 3 và gọi món thịt kho tổng là bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Ở phim nào ấy? Thời gian đã hết. Xin mời các thí sinh sơ bảng trả lời của mình. Đây là một câu hỏi khó. Trường nào có những học sinh ưu tú và giỏi nhất Việt Nam? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết, xin mời bạn đưa ra câu trả lời của mình.